Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà một số những cái mẫu túi xách, ba lô, dù, nón. Nói chung là tất cả những cái vật dụng mà mình sẽ chuẩn bị cho những cái chuyến đi vacation, đi nghỉ hè cho cái mùa hè này nha. Mùa hè sắp tới rồi thì những cái món thôi ngày hôm nay mình review nó sẽ cực kỳ cần thiết cho tất cả mọi người trong cái chuyến đi du lịch của cả gia đình của mình trong mùa hè. Đó, đây là những cái chiếc ba lô rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ review từng cái rồi mình cho các bạn xem. Nếu cái nào mà mình thích thì các bạn nhớ chụp hình gửi cho mình để mình đặt hàng nha. Mấy mẫu này là mấy mẫu mới, cho nên là mọi người thích thì chụp hình, mình sẽ order trong vòng 1 tuần lễ đến 10 ngày là các bạn sẽ nhận được hàng nha. Đây là cũng là một cái mẫu ba lô nè, rất là dễ thương không? Đó, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Những cái mẫu ba lô này rất là dễ thương luôn, đủ loại kích cỡ, lớn nhỏ gì cũng có hết. Ngoài ra là những cái chiếc dù đi du lịch, là những chiếc dù mà chống nắng như thế này thì không thể thiếu trong cái ba lô hoặc là túi xách của mọi người nha. Và đây là nó rất là gọn luôn, chỉ bằng một cái điện thoại thôi, nó nhỏ, nó gọn lắm mà mình có thể xách đi bất cứ ở đâu ha. Thì đây là những cái vật dụng mà mình rất là cần thiết cho những cái chuyến đi du lịch của mình nha các bạn nha. Và một cái mà mình cảm thấy là nó cũng rất là cần thiết cho những cái chuyến du lịch của mình, đó là những cái chiếc quạt. Những khi mà mùa hè mà mình đi du lịch á, nhất là những bạn mà đi biển thì nó cảm giác là nó rất là nóng được khi mà mình đi ra ngoài trời. Nó đâu có quạt đâu. Thì đây là những cái chiếc quạt mà mình cầm tay hoặc là mình đeo trên cổ của mình á, thì nó sẽ rất là tiện và cảm thấy rất là mát mẻ cho cái chuyến đi chơi của mình, cảm thấy rất là thoải mái vô cùng. Đó, mỗi một người trang bị cho mình một cái quạt như vậy thì cho dù mình đi dưới trời nắng nóng như thế nào thì mình cũng không có sợ ha. Mình cũng không có cảm thấy khó chịu và mình sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ trong suốt cái chuyến đi chơi của mình cho dù đi giữa trời nắng nha các bạn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục review cho các bạn xem từng mẫu nha. Đầu tiên đây là một cái mẫu ba lô, nó gồm có 4 màu, rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì những cái mẫu này là những cái mẫu thời trang, không phải là hàng hiệu, nhưng mà thật sự với cái giá mà chỉ có 35 đồng chiếc túi xách này, chiếc ba lô này thì mình nghĩ rằng nó khá là tiết kiệm tiền bạc cho mình. Thay vì mua những chiếc túi hiệu ha, thì mình mua những chiếc ba lô này để mình đi chơi. Nhiều khi mình đi du lịch á, mình có xách lên mình bỏ xuống, hay là mình bỏ đâu trên bãi biển, hay là mình đi đâu đó, mình cũng không cảm thấy mà xót xa cho những cái chiếc túi hiệu của mình. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Màu này là màu xanh, mình có 4 màu nè, rất là đẹp luôn. 35 đồng một chiếc túi xách. Những cái mẫu này ngày hôm nay các bạn nào thích thì cứ gọi cho mình, chụp hình gửi mẫu cho mình thì mình sẽ order cho tất cả mọi người, thì trong vòng 1 tuần đến 10 ngày thì các bạn sẽ nhận được hàng nha. Rồi đây là mẫu thứ nhất, bây giờ mình sẽ đi qua mẫu thứ hai. Rồi đây là một mẫu kế tiếp nha. Mẫu này là có 4 màu nhưng mà hiện tại bây giờ thì màu đen nó đang hết hàng. Thì khi nào có màu đen lại thì chị sẽ thông báo, nhưng mà có ba cái màu sau này thì cái màu này nó cũng rất là trẻ trung nha. Có 4 màu nhưng mà hiện tại màu đen thì đang tạm hết hàng. Mẫu này có giá 25 đồng. Tuy là nó nhìn nó nhỏ gọn vậy chứ mà nó giờ đựng cũng được rất là nhiều đồ. Đó, cho nên ai thích những cái mẫu nhỏ gọn như thế này. Đó, đây thêm một màu nữa, màu xanh. Đây là giống như là màu kaki, màu nu đậm vậy đó. Rồi đây là màu tím đậm ha. Đó là những cái màu này cũng rất là lạ luôn. Thì các bạn thích cái mẫu này nhỏ gọn như thế này thì hãy chụp hình gửi mẫu cho mình nha. Đó, mẫu này là 25 đồng. Rồi mình sẽ đi qua mẫu kế tiếp. Mẫu này nó cũng tương tự như cái mẫu vừa rồi, cũng giá 25 đồng. Thì nó cũng có mấy màu luôn đó, màu đen. Màu này cũng dễ thương á. Cái mẫu này nó cũng tương tự cái mẫu mình mới vừa cho các bạn xem xong ha. Nhưng mà nó hơi to hơn một tí xíu. Nói chung là nó cũng 8, 9, 10 vậy đó. Nói chung là cái mẫu thì nó cũng hơi tương tự luôn nha. Rồi 25 đồng cái mẫu này. Thì nó gồm cũng có 3-4 màu, mà cái màu này là nó có thêm màu đỏ nữa. Nó rất là tiện, rất là gọn luôn, mà trẻ trung dễ thương lắm. Đó, các bạn nào thích thì hãy chụp hình gửi mẫu cho mình nha. 25 đồng một cái mẫu ba lô này. Rất là đẹp, rất là tiện, rất gọn luôn. Đó, màu đỏ, màu đen và màu tím. Đó, rất dễ thương. Cái mẫu này là ba lô nhỏ gọn nha. Nhỏ gọn tuy nhiên đựng được rất là nhiều đồ. Đó, 25 đồng mẫu này. Rồi mẫu này là có giá 35 đồng. Mẫu này thì nó hơi lớn hơn so với cái mẫu hai mẫu vừa rồi mình mới giới thiệu cho mọi người ha. Nhưng mà nó cũng có mấy màu luôn, rất là dễ thương luôn nha. 35 đồng cái mẫu này, màu vàng cũng rất là trẻ trung luôn nè. Đó, nó có những cái màu như thế này, rất là nhiều đồ khi mà mình đựng vào những chiếc ba lô này. So ra với những cái chiếc túi xách thì ba lô lúc nào nó cũng gọn gàng hơn, và nó tạo cho mình có cảm giác rất là thoải mái nha. Thoải mái để mà mình đi chơi, đi du lịch rồi này kia, mình không cần phải xách đùm đùm túi xách này kia. Mình chỉ cần là
mình bỏ đồ này kia vào, mình bỏ lên vali, mình bỏ vào coi như là mình quải lên, là có nghĩa là mình đi chơi thoải mái luôn hai cái tay, nói chung là mình không có bị vướng bận khi mà mình phải xách đi những chiếc túi xách ha. Thường là đi chơi đi ba lô nó sẽ tiện gọn hơn là mình xách đi những cái túi xách nha cả nhà. Rồi mẫu này là 35 đồng, nó có rất là nhiều màu luôn, thì các bạn nào thích màu nào thì hãy nhắn cho mình để mình check coi còn màu nào nha. Rồi 35 đồng mẫu này, mình sẽ đi qua những mẫu kế tiếp. Tiếp theo là cái mẫu ba lô này á, thì mình thấy ở trên mạng họ bán cũng rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà ở đây á, là nó có những cái kiểu nó hơi khác nhau, những cái logo một chút xíu, nhưng mà chất liệu vải này là những chất liệu vải không có thấm nước, rất là đẹp luôn. Mẫu ba lô này có giá là 35 đồng, rất là đẹp, có hai màu nha, màu nâu và màu đen đó, rất là tiện luôn. Đi chơi xách mấy cái này mình cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trước đây là mình chuyên gia là mình đi đâu mình cũng xài giỏ xách hết đó, nhưng mà sau khi mình xài ba lô là mình thấy một cái sự rất là tiện lợi khi mà mình sử dụng chiếc ba lô như thế này. Rồi 35 đồng chiếc ba lô này nha, có hai màu, màu đen và màu xám, màu đen và màu nâu đó, rất đẹp luôn. Ai mà thích những cái mẫu này thì chụp hình gửi cho mình liền nha. Rồi cũng có tương tự cái mẫu vừa rồi, nhưng mà chất liệu vải nó hơi khác một chút xíu cho nên nó cao cấp hơn tí xíu, thì cái mẫu này là có giá 45 đồng. Nói chung là những cái mẫu mà mình thấy á, các bạn nghĩ là nó sẽ tương tự đúng không, nhưng mà thật ra nó sẽ khác chứ nó không có tương tự nha. Nói chung là mỗi một cái kiểu mình thấy nó na ná giống nhau nhưng mà nó cũng sẽ khác nhau đó. Những cái dây hay là những cái dây kéo, những cái khóa thì nó cũng sẽ khác nhau, chất liệu mà vải lót bên trong nó cũng rất là khác nhau. Những cái mẫu này mọi người thấy nó rất là tiện luôn và đựng rất là nhiều đồ luôn, thấy không? Và mình có thể mình giặt rất là dễ dàng luôn. Đó, mẫu này là 45 đồng chiếc ba lô này nha, cũng có hai màu. Nó cũng có màu đen và màu nâu, hai màu cực kỳ xinh luôn. Đó, dễ thương lắm đó mọi người. Đó, ai mà thích những cái mẫu này thì hãy gọi cho Chi để đặt hàng cái mẫu này nha. Đẹp lắm. Mình có thể đeo, nó có hai kiểu. Một cái kiểu đeo ngang như thế này, một cái kiểu đeo ba lô ngoài phía sau. Đó. Nói chung là mình thích đeo kiểu nào cũng được hết nha. Nhưng mà mẫu này là cực kỳ dễ thương. Đó, 45 đồng cái mẫu ba lô này. Rồi bạn nào thích á, thì hãy chụp hình gửi mẫu cho mình nha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó. Mọi người hãy nhìn lại một lần nữa nha, mấy cái mẫu này rất là dễ thương, hai màu đó, rất đẹp, và mình có thể đựng rất rất là nhiều đồ ở trong này luôn đó. Thấy vậy chứ mà mình nhét đồ rất nhiều ngăn, và cái vải mềm này á, cho nên mình sẽ đựng rất là nhiều đồ, nào nón, áo, dù, mắt kính, rồi bóp ví, điện thoại, đồ sạc, đồ này kia, nói chung rất là tiện luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua những mẫu khác nha. Rồi tiếp theo đây là một cái mẫu ba lô rất là xinh xắn, rất là thời trang, rất là dễ thương luôn ha cả nhà. Mẫu này có giá là 35 đồng, có 4 màu, rất đẹp luôn. Cái này thì nó không có to, không có cửa, không có bự giống như mấy cái nãy giờ mình review, nhưng mà nó rất là thời trang, rất là dễ thương luôn. Cái này mà các bạn mới vừa nhìn thì nó giống như là những cái mẫu Chanel vậy đó. Nó sẽ là những cái mẫu ba lô nhỏ gọn, nếu mà ai thích dạng nhỏ gọn và thời trang thì đây là những cái chiếc ba lô dành cho bạn nha. Rất dễ thương luôn. Đó, có màu xám nè, màu 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 bò nè, màu silver nè, màu trắng nè, đó rất là nhiều màu đẹp luôn, màu đen nữa, thấy không, cũng đựng được rất là nhiều đồ luôn đó, nhiều màu lắm nha. Mẫu này thì có giá 35 đồng đó, ai thích thì những cái mẫu thời trang này thì chụp hình gửi mẫu cho Chi nha. Ba lô thời trang nhìn rất là trẻ trung, rất là xinh đó, đẹp lắm. Rồi 35 đồng, bây giờ mình sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp nha cả nhà. Rồi tiếp theo đây là một cái mẫu ba lô cũng có ba màu. Mẫu này thì nó là dạng mẫu trung, nó lớn hơn những cái mẫu kia một chút xíu, rất là rộng rãi, nó có nhiều ngăn ha. Đó, mình đeo rất là thoải mái luôn. Mẫu này thì cũng có giá là 35 đồng luôn. Có ba màu, màu đen, màu hồng và màu kem. Ba màu rất dễ thương nha. Với cái mẫu này rất là sang luôn, mọi người thấy không? Đẹp lắm. Vừa thời trang, vừa đựng được nhiều đồ, rộng rãi, thoải mái. Đó, những ai mà thích đi du lịch, đi chơi, mình đi về Việt Nam đi chơi, nói chung là bất cứ điểm mình đi đâu mà mình đeo ba lô thì nó vừa thời trang mà nó vừa tiện lợi, rất là đẹp luôn ha. Thì ngày hôm nay chỉ có những cái mẫu ba lô cực kỳ đẹp, dễ thương đó, mà rẻ tiền nữa, rất là rẻ mà đẹp nữa. Thay vì mua một cái những cái chiếc túi Michael Kors hay là Coach hay là những cái mẫu mà hàng hiệu á,
trong Macy, trong những cái mall bây giờ bán ít nhất cũng phải là cả trăm trăm mấy 200 đô rồi, nhưng mà mấy cái mẫu này chỉ có mấy chục đồng thôi. Mình xách một thời gian 1 năm 2-3 năm rồi hư mình bỏ, mình đi mua cái khác mình xài mẫu mới ha. Đây là những mẫu thời trang rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi 35 đồng mẫu này nha, thích mẫu nào màu nào chụp hình gửi cho Chi nha. Rồi Chi sẽ đi qua mẫu kế tiếp. Rồi đây là một cái mẫu ba lô dạng trung luôn, thấy không, mọi người thấy người mẫu đang xài nè, rất là dễ thương không đó. Mẫu này là có giá là 38 đồng đó, cực kỳ dễ thương, 38 đồng cái mẫu ba lô này nha, trẻ trung năng động rất dễ thương luôn đó. Mẫu này là màu đen, cái này chỉ có một màu thôi đó, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. À, nói chung ra là những cái mẫu ba lô này á, Chi á, là Chi đang sưu tầm, tại vì thật ra là Chi cũng đang chuẩn bị đi du lịch chơi thì Chi cũng muốn mua thêm 1-2 chiếc ba lô để mình thay đổi đó, cho nên mình thấy mấy mẫu này đẹp quá cho nên sẵn tiện chia sẻ với mọi người luôn. Rồi 38 đồng mẫu ba lô này, các bạn nào thích mẫu này thì các bạn hãy chụp hình gửi cho mình nha. Đó, con người mẫu này cổ xách cái ba lô này rất là dễ thương không cả nhà. Rồi 38 đồng mẫu ba lô này, mình sẽ đi qua mẫu kế tiếp. Rồi đây là mẫu ba lô mà mình nghĩ rằng ai cũng rất là thích cái kiểu này nha. Mẫu này có giá là 65 đồng, cực kỳ dễ thương luôn, dễ thương lắm luôn đó cả nhà. 65 đồng cái mẫu ba lô này, dễ thương vô cùng. Rồi các chị nào thích thì hãy order cái này, cái này nó cũng gần hết rồi, chỉ còn có mấy cái là hết rồi nha. 65 đồng cái mẫu ba lô bằng da này, rất là đẹp luôn, thời trang và đẹp nữa, vô cùng đẹp nha, rất dễ thương luôn. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Những cái mẫu này cực kỳ đẹp. À, rồi các bạn nào thích cái mẫu ba lô này chụp hình gửi cho Chi nha. 65 đồng cái mẫu này, màu đen, cực kỳ đẹp. Rồi Chi sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp nha. Đây cũng là một cái mẫu ba lô tiếp theo, mẫu này có giá 45 đồng, cũng khá là dễ thương luôn ha cả nhà. Đó, đây là những cái mẫu ba lô mà các bạn có thể thích cái mẫu nào thì chụp hình gửi cho Chi mẫu đó. Nhiều kiểu ha, đó trong phân trong này rất là rộng rãi luôn nè cả nhà, rộng rãi vô cùng luôn ha, màu đen. À, mà nó rất là tiện để mà mình có thể vệ sinh lau chùi này kia đó, rất là dễ luôn, rất là đẹp luôn ha. À, 45 đồng một cái mẫu này nha cả nhà, đẹp cực kỳ đẹp, đó, dễ thương lắm, màu đen. Rồi bạn nào thích thì hãy nhanh tay chụp hình gửi cho mình nha, 45 đồng cái mẫu ba lô màu đen này. Rồi Chi sẽ đi qua mẫu kế tiếp cho mọi người xem nha. Đây là một cái mẫu mà cũng khá là xinh luôn. Mẫu này có giá là 38 đồng, có hai màu trắng và đen. Mẫu màu trắng màu đen này nó tương tự giống như một chiếc túi xách, nhưng mà nó sẽ cũng là một chiếc ba lô. Nói chung là các bạn vừa có thể đeo vai như thế này, mà các bạn cũng vừa có thể đeo thành ba lô. Và nó có hai màu trắng và đen ha, rất xinh luôn nha cả nhà, xinh lắm luôn á. Đó, ngày hôm nay mình quá chừng những cái mẫu ba lô đẹp ơi là đẹp luôn đó. Các bạn nào muốn đi du lịch đi chơi mà tay chân thoải mái để mà mình có thể mà mình chụp hình quay phim này kia, mà nó không có làm cho ảnh hưởng đến cái cuộc đi chơi của mình, mỗi lần làm gì cũng phải dướng díu tay chân, thì mình sẽ chọn những chiếc ba lô như thế này, rất là đẹp ha. Rồi mẫu này có giá 38 đồng, nhanh tay lên nha các bạn nha. Rồi mình sẽ đi qua mẫu mới đây. Mẫu này thì có giá là 28 đồng, màu đen. Đó, rất là dễ thương, đơn giản thôi ha. Này nó có hai màu, màu đen và màu kem. Nó có rất là nhiều ngăn. À, mình có thể những cái ngăn nhỏ nhỏ bên trong bên ngoài là mình sẽ đựng điện thoại, và bên hông nó cũng có những cái ngăn kế bên nữa. Đó, hai màu, màu đen và màu kem, rất là đẹp luôn ha. Rất là dễ thương luôn đó cả nhà. Đó, các bạn thấy bên trước, sau, bên dưới và bên hông. Đó, nhìn nó rất là hài hòa cái túi ha. Rồi, 28 đồng cái mẫu ba lô này, cực kỳ dễ thương đó. Các bạn nào thích thì mẫu nào thì chụp hình gửi cho mình mẫu đó nha. Đó, dễ thương lắm, cái này là cũng vừa size á, không có lớn mà cũng không nhỏ luôn á, cái này là size vừa thôi đó, rất đẹp luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mẫu kế tiếp. Rồi đây là một cái mẫu ba lô màu bò, nó bằng da, rất là đẹp luôn, rất là sang luôn nha. Mẫu này có giá là 48 đồng, cực kỳ dễ thương luôn, dễ thương lắm đó cả nhà. Màu da ha, ai mà thích những cái màu sang như thế này nè, chất liệu da thì mình sẽ chọn cái mẫu này, 48 đồng, cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là đẹp, rất là sang luôn nha cả nhà. Nó bằng da rất là đẹp. Rồi thì mình sẽ có hai màu, màu đen và màu da bò. Bạn nào thích màu nào chụp hình mẫu đó cho mình. 48 đồng
cái mẫu ba lô bằng da này thì cái size của nó là dạng size trung bình nha, không lớn mà cũng không nhỏ, xài rất là đẹp luôn, cũng tương tự như cái vừa rồi mà mình mới chia sẻ cho mọi người đó. 48 đồng rồi, các bạn nhanh tay đặt hàng nha, nó có hai màu đó, màu nào cũng đẹp hết. Rồi cái mẫu này là có giá là 38 đồng, dễ thương không cả nhà, màu xanh. Cái này là màu xanh biển nè, rất là dễ thương. Cái này là dạng cũng vừa ha, không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, đựng được rất là nhiều đồ, có nhiều ngăn mà nhìn cái kiểu cũng rất là trẻ trung nha, nhiều ngăn dữ lắm luôn á, bên hông phía trước phía sau là đủ thứ ngăn hết, cho nên là mình có thể mình bỏ rất là nhiều đồ đó. Các bạn nào thích màu nào thì chụp hình gửi cho mình màu đó nha. Đó, các bạn thấy đựng ha, vừa iPad nè, rồi vừa sổ sách, rồi tất cả nước uống nè, rồi dù nè, nói chung là nhiều thứ lắm đựng ở trong một cái ba lô này, rất là đẹp luôn. Đó, đây là những cái màu này, hiện tại thì nó có nhiều màu, nhưng mà khi các bạn muốn order màu nào thì thể chụp hình gửi cho Chi rồi Chi check thử coi cái màu nào còn nha. Màu nào cũng đẹp hết á, thì các bạn nào thích màu nào thì hãy chụp hình gửi cho mình liền nha. Rồi, mẫu này là có giá 38 đồng nha. Rồi, Chi sẽ đi qua mẫu khác đây. Rồi tiếp theo là một cái mẫu giống hồi nãy mà Chi giới thiệu cho các bạn hồi trước á, lúc hồi nãy có hai cái mẫu tương tự giống như thế này nè, nhưng mà cái này cái kiểu nó hơi khác một chút xíu. Mẫu này có giá là 45 đồng, rất là dễ thương luôn ha, đơn giản mà đẹp nữa, kiểu nó cũng khá là lạ, bắt mắt lắm, màu cũng đẹp, kiểu cũng đẹp đó. Thì các bạn nào thích những cái kiểu như thế này thì chụp hình gửi cho mình nha. 45 đồng mẫu này, rất đẹp, rất dễ thương luôn. Đó, ba lô hôm nay là mặc sức mà lựa chọn nha các bạn nha. Hãy chuẩn bị cho mình những cái chiếc ba lô để chuẩn bị hành trang mình đi chơi, mình đi nghỉ hè, nghỉ mát, nói chung là mình đi đâu cũng được hết. Nhưng mà mình xài những chiếc ba lô này thì nó rất là tiện cho mình ha, vừa đẹp vừa thời trang, tiện lợi nữa. 45 đồng cái mẫu thời trang này nha các bạn nha. Rồi chụp hình gửi mặt cho mình nha. Mình sẽ đi qua mẫu khác đây. Ngoài những cái chiếc ba lô thì đây là những cái chiếc giỏ sách mà mình có thể đeo chéo, đeo ngang á. Thì ở đây là nó cũng có mấy màu, màu nào cũng đẹp hết. Đây không phải là ba lô mà là túi xách nha. Mình có thể đeo chéo, đeo ngang. Đó, rất là đẹp. Nói chung là cái form này mình đựng đồ cũng khá là nhiều. Này nó giống như là giỏ cái trống vậy đó, cho nên là mình đựng rất là nhiều đồ mình dồn vô ha. Nó có hai ngăn. Cái này là các bạn thấy nó có hai ngăn nha. Đó, hai ngăn và mình sẽ đeo chéo hoặc là mình đeo thẳng trên vai mình, chứ không phải là ba lô, nhưng mà mẫu này rất là tiện dụng luôn. Ai mà thích mà đeo dạng mấy cái túi mà đeo chéo mà dạng trống á thì cái mẫu này rất là dễ thương nha, có 4 màu. Rồi mẫu này có giá là 65 đồng, rất dễ thương luôn các bạn ơi. Mẫu bằng da này là 65 đồng nha, dễ thương lắm, sang cực kỳ sang luôn. So với những cái chiếc túi hàng hiệu hay là những cái hiệu mà ở Macy hay những trung tâm thương mại bán, thì những cái mẫu da này và những cái mẫu này này có giá cũng khoảng 8-90, cả trăm, hơn 100 đô là giá chót nha, chứ không có mua được cái giá 65 đồng mà cái chất liệu vải da với lại những cái kiểu như thế này đâu. Rồi các bạn nào thích mẫu nào, màu nào chụp hình gửi cho mình liền nha. Đó, nó có 5 màu. Rồi Chi sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp. Mẫu này rất đẹp cả nhà ơi, mẫu này dễ thương lắm luôn. Rồi cái mẫu này là có giá là 40 đồng, cực kỳ dễ thương. Đó, mọi người thấy nè, người mẫu nè, sách là rất là đẹp luôn nha. Mọi người thấy nè, rất là đẹp luôn. Mình có thể đeo vai như vậy nè, rồi mình có thể đeo thành cái ba lô luôn nè. Đó, rất là gọn, rất là tiện để mà xách nè, bỏ đồ rất là nhiều luôn nè, tiện không, quá chừng quá đất luôn, thấy không, tiện và gọn không. Mà mình đựng túi xách chưa chắc vì nó đã gọn giống như vậy đâu. Đó, ba lô nè, cho nên là những cái kiểu này các bạn nhanh tay lên nha. 40 đồng cái mẫu này, có hai màu, màu trắng và màu đen. Đó, rất đẹp, rất dễ thương luôn ha. Mình có thể đeo vai như thế này, đeo vai hoặc là mình có thể đeo ngoài sau, hoặc là mình có cái quai sách đó. Nói chung là mình đeo như thế nào cũng được, nhưng mà cái kiểu này rất là trẻ trung, rất là sang luôn. 40 đồng cái mẫu ba lô này, đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà, dễ thương lắm. Rồi các bạn nào thích thì hãy nhanh tay chụp hình gửi cho mình nha. Rồi mình sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp. Đây là cái mẫu túi sách. À, nãy giờ ba lô, túi nhỏ, bây giờ là cái túi xinh này là túi lớn nha. Túi sách này có giá 45 đồng. Túi sách này để mà mình có thể mình xách đồ này kia đó, cũng là dạng trống nhưng mà nó rộng, nó bự hơn. Mình có thể để trên cái vali mình kéo hoặc là mình xách riêng như thế này, đựng đồ rất là đẹp luôn, nói chung là gọn nữa. Cái dạng trống như thế này là nó rất là gọn luôn hết cả nhà. Rồi, 45 đồng cái mẫu túi trống này, cực kỳ đẹp luôn, dễ thương lắm.
sang mà đẹp nữa, màu đen rất là dễ mặc đồ ha, rất là dễ đựng đồ luôn. Cho nên là các anh chị các bạn nào mà thích những cái dạng như thế này, nam nữ gì xài cũng được nha. Những cái túi này là nam nữ gì xài cũng được hết. Đó, mình đựng đồ rất là nhiều luôn, rất là nhiều đồ trong này luôn đó. Đi du lịch đi chơi, nhiều khi mình đi đâu 2 3 ngày á, mình chỉ cần xách cái túi này thôi là nó cũng đã gọn rồi. Rồi, 45 đồng mẫu này. Bây giờ mình sẽ đi qua mẫu kế tiếp nha cả nhà. Tương tự như cái mẫu mà mình vừa mới chia sẻ cho mọi người, mẫu này cũng có giá 45 đồng. Đó, cái này nó có mấy màu luôn ha. Mấy cái này mà nhìn xa xa nó y chang nha, hiện là cái Gucci vậy đó, nhưng mà nó khác ha, khác cái hiệu Gucci, nhưng mà rất là đẹp luôn. Có 40 mấy đồng sao so với cái dạng Gucci mà cả mấy ngàn đồng đúng không? Nhưng mà rất là sang, rất là đẹp luôn, sang trọng lắm. À, chất liệu, mấy cái chất liệu này á, tính ra nó cũng bền lắm nha. Cái vỏ này tính ra có mấy chục đồng thôi chứ mà xài cả mấy năm trời chưa hư luôn á. Rồi các bạn nào thích mà rẻ, đẹp, bền đó thì đây là những cái túi rất là rẻ, đẹp và bền nha, 45 đồng. Rồi các bạn nào thích màu nào chụp hình gửi cho mình màu đó nha, để mình check coi cái màu nào còn cho các bạn nha, 45 đồng. Rồi mình sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp. Rồi đây là một cái mẫu túi xách kế tiếp nữa, dễ thương không? Đó, rất là đẹp luôn ha, cũng rất là nhiều những cái ngăn mà mình có thể mình đựng đồ đó, ngăn bên hông, ngăn bên trước, ở ngoài sau, nó rất là nhiều ngăn để mà mình có thể đựng đồ nha. Đó, đây là cái dây mình có thể kéo lên kéo xuống. Nói chung là những cái mẫu ba lô này rất là tiện để mà mình đựng đồ và mình có thể tăng đưa theo cái dáng của mình, thấp cao gì đó mình cũng có thể điều chỉnh được hết nha. Và bên trong thì cực kỳ rộng rãi thoải mái để mà mình đựng đồ luôn. Rồi đó, các bạn thấy không, cái mẫu rất là đẹp luôn đó. Mẫu này có giá là 38 đồng, rất là đẹp luôn nha cả nhà, dễ thương lắm. Mẫu này là dạng mẫu trung ha, không có nhỏ mà cũng không lớn. Mẫu ba lô nữ này thì xách cái này là vừa lắm, vừa xách luôn á, không bự mà cũng không nhỏ ha, nhưng mà quan trọng là nó vừa đẹp vừa tiện mà vừa rẻ nữa đó. Rồi 38 đồng mẫu ba lô này. Mình sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp nha các bạn. Đây là những cái mẫu mà mình nên có trong cái mùa hè này nha, để mình đi chơi. Nói chung mình xài được 4 mùa luôn chứ không phải riêng mùa hè đâu, nhưng mà sẵn tiện mùa hè thì mình mua để dành để mình xài luôn nha. Rồi đã nói là đi chơi thì không thể nào mà thiếu nón nha. Nón là những cái dụng cụ mà mình phải có trong những cái chuyến đi chơi đó. Mùa hè đến rồi mà đi ra đường mà nắng cỡ này á, mà không có nón thì về là cái da mặt mình có dưỡng kem, dưỡng phấn, dưỡng gì cỡ nào đi chăng nữa nó cũng banh mặt hết luôn nha cả nhà. Nhớ là trong cái routine dưỡng da lúc nào cũng phải có kem chống nắng, và nón là một cái vật dụng không có thể thiếu khi mà mình đi ra ngoài trời nắng. Thì mẫu nón này có giá là 18 đồng, thì các bạn nào thích thì các bạn hãy gửi cho mình, chụp hình gửi cho mình để mình check coi màu nào còn nha. Hiện tại bây giờ khi mình sẽ đang xem những cái mẫu này thì mình thấy chỉ còn có 3 4 màu thôi. Thì các bạn nào thích mẫu nào, màu nào thì chụp hình gửi cho mình để mình check màu. Đó, bây giờ thì mình thông báo cái giá trước thôi, 18 đồng. Còn khi nào cái màu thì các bạn nào thích màu nào thì cho mình biết rồi mình sẽ check cái màu mình báo lại cho mọi người sau nha. 18 đồng cái mẫu nón này. Đó, cái mẫu nón vải này cũng khá là đẹp mắt, khá là dễ thương nè. Đó, mẫu này cũng 18 đồng luôn, dễ thương không cả nhà. Nó cũng có mấy màu rất là ngọt ngào ha, rất là dễ thương luôn. Đó. Thì nói chung là những ai mà thích những cái mẫu nón như thế này thì cứ chụp hình gửi cho Chi. Cái này thì mình xếp mình bỏ trong giỏ rất là gọn luôn nè, thấy không? Mình đi mình bỏ một túi xách ba lô gì đó, mình chỉ cần mình xếp gọn vào, rồi khi mình lấy ra mình đội thì mình chỉ việc bung ra mình đội thôi, rất là gọn luôn, rất là đẹp luôn ha. 4 5 màu luôn á, thì thích màu nào thì chụp hình gửi cho mình màu đó nha, 18 đồng một cái. Đây là một cái mẫu vải bằng vải nữa nè, rất là mát mẻ, mỏng nhẹ. Các bạn nào thích cái dạng mỏng nhẹ gọn nha, xếp được bỏ trong túi xách thì đây là những cái mẫu rất là đẹp luôn. Mẫu này cũng giá 18 đồng, thì các bạn nào thích những cái mẫu này thì chụp hình gửi cho mình nha. Nói chung ai cũng có phải có vài chiếc nón để mình đi ra đường trời nắng á, thì nó sẽ bảo vệ cho cái da mặt của mình nè, cho tóc của mình nè, và mình đỡ cảm thấy khó chịu khi đi giữa trời mùa hè nóng bức nha. Có nón mà phải có khẩu trang nữa đó, Chi là mùa hè là Chi ra đường là Chi phải đeo khẩu trang luôn, chứ để không là nắng nó hóc vô cái mặt mình rất là khó chịu. Rồi các bạn nào thích màu nào chụp hình gửi Chi màu đó, 18 đồng nha cả nhà. Rồi mình sẽ coi coi màu nào còn thì mình báo cho các bạn biết nha. Đó, cái mẫu nón này cũng khá là dễ thương luôn nè mọi người ơi. Mẫu nón này cũng bằng giá nha, 18 đồng cái mẫu nón. Mẫu nón này cũng rất là dễ thương luôn, mặc đội lên rất là mát mẻ luôn nè.
Đó, cái này thì mình cũng có thể xếp lại mình bỏ trong giỏ được, nhưng mà cái này á, là nó vàng giống như là đang len vậy đó, rất là dễ thương luôn ha. Rồi mình có thể order cái mẫu này, này nó trên trên cái chỏm đầu á, thì nó sẽ mỏng hơn, nó mát mẻ hơn, nó giống như là nó có thông thoáng thông gió vậy đó, cho nên nó rất là mát ha, nó không bị hầm đó, rất là đẹp luôn. Ai mà đội cái này là gọi là chống nắng, là giữ cho cái da mặt của mình á, nó không có bị ăn nắng á, thì cái này rất là đẹp luôn nha. Rồi 18 đồng mẫu này. Mẫu này á là hôm trước á là chị có bán rất là nhiều hồi năm ngoái luôn nè. Đó, mấy cái mẫu này cũng là cái dạng mình xếp lại, mình cuốn lại, mình bỏ trong giỏ xách được. Và chất liệu vải này á thì nó rất là cứng cái form, cho nên là khi mà mình đội á, mình giữ cái form của nó đó, nó không có bị giống như nó mềm quá thì nó cũng sẽ bị gió nó cũng sẽ bị thổi, nhưng mà cái này á là mình đội á thì nó rất là đứng cái form nón á, nhìn cho nó nói chung là nó không có bị mềm quá đúng không, rất là dễ thương. Rồi cái mẫu này giá 18 đồng luôn, các bạn nào thích mẫu nào chụp hình gỡ mẫu đó cho mình nha. Mùa hè là có những cái này là cực kỳ hữu ích cho cái làn da của mình nha, bảo vệ cho cái da mặt của mình không có bị ăn nắng nha, cả năm trời chăm da dưỡng da cho nó đẹp, xong rồi đi nắng một cái xong rồi về là cái mặt banh luôn á, là nếu mà không có những cái nón này là về cái mặt phải tốn biết bao nhiêu tiền để mà dưỡng da lại đó nha cả nhà. Rồi thích mẫu nào chụp hình gỡ mẫu đó cho mình nha. Rồi thêm một mẫu nón này nữa đây, cũng là 18 đồng nha. Đó, rất là dễ thương, nhiều màu lắm. Những cái mẫu nón này á, như chị nói nãy giờ là tất cả những cái mẫu này hiện tại thì nó còn đủ màu, nhưng mà khi các bạn order thì mình chưa biết là lúc đó nó còn cái màu nào hay không, thì các bạn thích màu nào chụp hình gửi cho mình màu đó, mình sẽ check lại nha. Đó, thì ai thích những cái màu này kiểu này thì chụp hình gửi cho chị, 18 đồng một mẫu. Rồi chị sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp. Nón thì này năm nay là mẫu nón cực kỳ dễ thương luôn, rất là đẹp luôn đó cả nhà. Cái mẫu này á, nhìn nó nhẹ nhàng ha, mà nó đẹp nữa, thời trang nữa, vừa mát mà vừa đẹp nữa. Rồi mình sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp nha. Đó, dễ thương không cả nhà, rất là dễ thương. Cái vành của nó rộng á, nó che luôn cả cái lỗ tai, mà nó che luôn cả cái mặt của mình luôn. Nó đeo kính râm vô, mà nếu kỹ nữa thì mình đeo luôn khẩu trang vô là xong, mình đi chơi về chứ là không bị ăn nắng. Bởi vậy chi năm ngoái mà chi đi chơi mùa hè á, chi đi biển, chi đi đồ về, nhưng mà thật sự là cái mặt của mình nó không có bị sạm da, là bởi vì mình che, vừa đội nón vừa đeo khẩu trang vừa đeo mắt kính râm luôn, là mặc áo khoác, nói chung là kệ đi, mình nó hơi xấu chút xíu khi nào chụp hình thì mình mở ra thôi, nhưng mà bình thường thì mình che chắn mình đi ngời ngời ở ngoài đường á, thì để về cái da mặt của mình nó không có bị sạm, nó không có bị đen ha. Đó, nó bảo vệ cái da của mình rất là tốt luôn. Rồi mẫu này mình cũng cuốn lại mình bỏ trong túi xách được luôn á nha cả nhà. Rồi mình sẽ đi qua mẫu kế tiếp, mẫu này cũng có giá 18 đồng nha. Rồi mình sẽ đi qua mẫu kế tiếp đây. Đây là một trong những mẫu nón thì mọi người rất là thích luôn. Chị cũng thích cái mẫu này lắm. Cái chất liệu này nè, chất liệu nón này nè, rất là đẹp luôn ha. Chị có mấy cái luôn á, mình có thể xếp lại mình cuốn lại, mấy cái này là chống nắng cực kỳ tốt luôn. Đó, đội cái này lên nó mát lắm cả nhà ơi, nó vừa mát mà nó vừa thời trang nữa, nó vừa đẹp nữa ha. Thì mẫu này cũng có giá 18 đồng. Đó, các bạn nào thích những cái mẫu nón này chụp hình gửi cho mình nha. Chụp hình gửi cho mình để mà order những cái mẫu này, rất đẹp luôn. Nhưng mà màu, như như mình nói đó, khi nào mà mình check lại cái nào màu nào còn mình sẽ thông báo với mọi người, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó còn đủ màu. Đó, 18 đồng mẫu nón thời trang, rất dễ thương, rất xinh luôn. Đó, đây là một cái mẫu nón mà cũng khá là nhiều người thích, tại vì nó che được cho mình ha, cổ, lỗ tai và cái mặt của mình, nó che cực kỳ tốt luôn. Nó che cái ánh nắng chiếu thẳng vào mặt của mình á, rất là tốt luôn ha. Cho nên là những cái nón này là các bạn nên có vài chiếc luôn, chứ đừng nó là một cái nón nha. Mình là coi như nón của mình là 7-8 cái nón luôn. Nhiều khi mình mặc đồ nào có mình đổi nón màu đó, hoặc là những cái mũ nón nào mà mình sẽ đi mùa hè, hoặc là những cái mùa mà mình không cần phải che nắng nhiều quá, nhưng mà mình cũng có thể là che đi bớt cái ánh nắng mặt trời đó, thì mình đổi nón thì nó cũng giúp cho cái da của mình, như chị nói đó, nó sẽ đỡ tổn hại tới cái da của mình. Rồi mẫu này cũng tương tự luôn, 18 đồng. Đó, những cái giá này thì các bạn thích cái mẫu nào thì chụp hình gửi cho mình mẫu đó nha. Rồi mình sẽ đi qua những cái mẫu kế tiếp đây. Ngoài nón ra đó thì dù là một cái sản phẩm cũng không thể thiếu trong những cái ngày hè nắng gắt như thế này, và đặc biệt là những cái cây dù này là nó rất là gọn, các bạn thấy không, nó chỉ có nghĩa là dài hơn cái điện thoại của mình chút xíu thôi, nó rất là gọn để mình có thể bỏ vào trong những cái túi xách của mình. Mà cái dù này nó làm bằng 3 lớp chống tia cực tím, tia UV cực kỳ tốt luôn. Đó, nó chỉ dài hơn cái điện thoại mình một chút xíu thôi, rất là gọn khi mình bỏ trong cái túi xách của mình nè, các bạn thấy không?
gọn nhẹ luôn, cho nên là đi đâu mà mình có là mình mở ra, mà các bạn thấy nhỏ như vậy mà mở ra cái dù nó to như thế này nè, nó làm cho mình nó hả cảm thấy rất là yên tâm, bảo vệ cho cái làn da của mình đó, nó đỡ nắng khi mình đi biển rồi này kia, hay là mình đi chơi ở đâu mà trời nắng á, có cái dù này mình lấy ra thì thôi là mình nói chung là không cần nón gì luôn á, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy rất là rộng không, và nó nhiều màu lắm, mà nó có cái hộp bảo vệ nữa, rất đẹp luôn ha, mà vừa che nắng vừa vừa che mưa được luôn đó, che nắng che mưa đó, rồi mình có thể bỏ túi xách, nó rất là nhiều màu, các bạn thích màu nào thì mình sẽ lấy màu đó. Đẹp lắm cả nhà ơi, một cây dù này có giá là 18 đồng một cây dù, cực kỳ dễ thương luôn ha. Đó, nhiều màu lắm, chống tia UV, chống tia cực tím. Cái này là nó làm bằng 3 lớp cho nên là nó chống nắng cực kỳ tốt luôn. Nhiều màu lắm, rất là nhiều màu, màu dễ thương lắm nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua những cái mẫu dù kế tiếp nha. Đây là một cái mẫu nữa, cũng là dạng bỏ túi như vậy đó, nó cũng có 10 màu luôn á. 18 đồng một cái mẫu dù này. Các bạn thấy nó nhỏ gọn như là cái điện thoại của mình vậy đó. Mình có thể bỏ vào trong túi xách của mình rất là gọn, không có bị chiếm chỗ đâu. Nhưng mà bung ra thì nó rất là rộng như vậy nè, thấy không? Rất đẹp luôn. Cho dù màu tối đi chăng nữa mà mình vẫn cảm giác rất là mát, bởi vì nó làm bằng những cái chất chống nắng nha. Chống nắng cực kỳ, nó làm bằng 2-3 lớp chống tia UV, chống tia cực tím rất là tốt. Đó, nhiều màu lắm như các bạn thấy nè, 10 màu luôn, đẹp không? Rất là đẹp luôn. Rồi 18 đồng cái mẫu dù này, các bạn thích mẫu nào thì các bạn chụp hình gửi cho mình mẫu đó nha. Đó, rất đẹp luôn, những cái này là những cái phải có trong cái mùa hè này, hoặc là bất cứ mình đi đâu trời nắng hay trời mưa, có cây dù ở trong cái túi xách của mình là các bạn yên tâm, không có sợ ướt ha, không có sợ mà bị nắng hay là bị mưa. Đó, đây cũng là một cái mẫu dù cũng có giá 18 đồng. Đó, thì cũng là cái mẫu tương tự như cái mẫu đầu tiên nãy chị giới thiệu với mọi người, nhưng mà nó rất là nhiều màu như các bạn thấy không, rất là tiện gọn luôn, nó vừa nhỏ gọn nhưng mà chống tia UV rất là đẹp ha, chống tia UV cực kỳ tốt luôn. Các bạn thấy nó nhỏ gọn tương tự giống như là những cái món đồ của mình, như chiếc điện thoại, nó so sánh với những cái cây cọ trang điểm nè đó, thì nó nhỏ gọn tương tự như là những cái món đồ rất là nhỏ, mình bỏ trong túi xách nó cực kỳ gọn luôn, nó không có bị chiếm chỗ, nhưng mà nó nói chung là nó tiện dụng lắm ha, rất là nhiều màu lắm luôn đó. Thì các bạn nào thích thì hãy chọn cho mình một trong những cái màu này nha, thích thì chụp hình gửi cho mình nha. Đó, 18 đồng cái mẫu dù này, đẹp lắm nha cả nhà, đủ màu hết, thích màu nào thì chụp hình gửi cho mình màu đó nha. Đây là một cái mẫu dù, các bạn nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đó, là nó chỉ bằng cái chiếc điện thoại của mình thôi, rất là gọn luôn ha, gọn cực kỳ luôn, cũng giá 18 đồng, nhiều màu lắm. Cho dù màu tối đi chăng nữa thì các bạn cũng yên tâm nha, nó cũng không có bị bắt nắng. Đây là người ta có thử nghiệm đàng hoàng luôn nha, 50 độ, coi như là mình so sánh với những cái kem chống nắng thì nói chung là UVF là trên 50 độ luôn, là nó chống nắng trên 50 độ luôn. Đó, như cái mẫu này là mình có lấy một chiếc ha, mình có lấy một cái để mà mình sử dụng luôn đó cả nhà, rất là gọn, rất là đẹp luôn. Đó, dù coi như là cái này là những cái mà không có thể thiếu trong những cái chuyến đi chơi của mình, chị có lấy một cái chị xài thử nè, rất là gọn luôn. Đó, chị lấy màu này luôn nè cả nhà, rất là đẹp ha. Rồi 18 đồng một chiếc dù nho nhỏ xinh xinh, vừa bằng cái điện thoại của mình thôi, rất là gọn, mình có thể bỏ trong túi xách, mình có thể bỏ trong cái túi quần, túi áo của mình cũng được luôn nha. Tương tự là nó cũng có nhiều màu khác nha. Đó, nó rất là, có nghĩa là mình cho các bạn xem nó nhiều kiểu, nó nhiều kiểu lắm mà nó rất là rộng luôn, thấy nó nhỏ gọn vậy chứ mà bung ra nó rất là gọn ha, nó rất là bự luôn, bung ra là nó bự lắm, mà những cái khung này nó cũng rất là chắc chắn luôn nha, nó làm á nhìn cái dù nó cũng chắc chắn lắm, chứ mình thấy nhỏ gọn như mình tưởng nó yếu nha, chứ không có yếu đâu, cực kỳ dễ thương luôn đó. Nó làm bằng những cái chất liệu 3-4 lớp là chống nắng cực kỳ tốt luôn đó, xong rồi mình có thể mình xếp lại rất là gọn, chỉ bằng một cái điện thoại thôi mà có một cái cây dù cực kỳ xinh xắn, cực kỳ dễ thương, để mà mình có thể mà mình bỏ vô trong túi xách của mình, trong bóp ví của mình bất cứ mình đi đâu cũng được ha. Đó, rất là gọn, rất là đẹp luôn. Rồi các bạn nào thích cái màu nào thì nhớ chụp hình gửi cho mình màu đó nha. Nó nhiều màu lắm đó cả nhà ơi. Những cái cây dù này rất là dễ thương, mình có một cây dù này mình xài hoài luôn á. Thấy nhỏ nhắn như vậy mà mở bung ra nó rất là bự luôn ha. Đó, làm bằng 3 lớp nha các bạn nha, 3 lớp chống nắng cực kỳ tốt luôn.
UBF là 50 cộng trở lên luôn đó cả nhà. Rồi bây giờ nón và dù xong thì bây giờ là phải tới quạt. Đây là những chiếc quạt mini, những chiếc quạt cầm tay mình đi chơi. Thì mình thường thường mà đi nắng, trời nắng á, mùa hè nhiều khi mình đi ra ngoài á, nó sẽ bị rất là nóng lực ha. Thì mình sẽ có những cái chiếc quạt mini nhỏ gọn như thế này nè, cực kỳ tiện lợi luôn cả nhà ơi. Chỉ có 15 đồng một chiếc quạt này thôi mà nó nhỏ gọn thôi mà nó dễ thương lắm luôn á cả nhà. 15 đồng chiếc dù ở chiếc quạt máy nhỏ nhỏ xinh xinh này nè, sạc pin nha. Nó bằng có đặc biệt là mình sạc á, thì sau đó là mình sẽ xách đi đâu mình cũng có thể là mình xài được á, cho nên là rất là gọn luôn, gọn lắm luôn á. Nó có ba cái nấc để mà mình giống như nó có cái USB để mình sạc nè các bạn, pin là pin sạc nha. Mình sạc xong mới gần hết pin cái mình sạc tiếp, đó, rất là gọn luôn. Đi chơi mà mình phải có những cái dù này nè, rất là tiện, rất là gọn, mình có thể để trên bàn, có thể bỏ trong túi xách, mình có thể xài bất cứ ở đâu cũng được hết. Đó. 15 đồng chiếc cái cây quạt này, rất là gọn nhẹ ha, rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Rồi đủ màu luôn nha, mình sẽ đi qua cái mẫu quạt kế tiếp nha. Đây là một cái quạt mà gọi là mình không có phải xách cầm tay mà là mình sẽ để trên cái cổ của mình á. Đó, các bạn thấy không? Nó gió nó thổi ra nó vòng xung quanh những cái lỗ nó, cái khe lỗ này nè, là nó sẽ có cái hơi gió đó nó ra đó, cho nên là khi mà mình đi á, mình đi chơi á thì mình sẽ để nó trên cái cổ của mình á, thì nó sẽ có một cái luồng gió mát trên cái mặt của mình, nó rất là mát, rất là sảng khoái luôn. Đó. Đây là cái cây giữa cái cây quạt này á, thì cái này là hàng cao cấp nha, cho nên là cái giá của nó là 45 đồng. Cái cây quạt này nhưng mà nó cực kỳ tiện lợi luôn, cực kỳ dễ thương ha, rất là mát luôn. Các bạn có thể đấy cho mình mua cho mình một cái này để mà mình có thể mình đi đâu, bất cứ ở đâu mình cảm thấy rất là nóng nực đồ này kia đó, thì cái cây quạt này á, nó sẽ giúp cho mình cảm thấy thoải mái ha, rất là thoải mái luôn đó. Cho nên là các bạn hãy thử cho mình một cái chiếc quạt này. À, nó rất là tiện, rất là gọn luôn và cảm thấy rất là mát mẻ luôn nha. Đó. Rồi 45 đồng cái chiếc quạt này nha các bạn. Cái này nó có nhiều mẫu lắm, chị sẽ cho các bạn coi nhiều mẫu, nhiều giá tiền luôn. Nhưng mà cái này là cái hàng cao cấp cho nên là cái giá của nó 45 đồng. Cực kỳ dễ thương luôn, vừa gọn mà vừa đẹp nha. Đó, mà xài rất là bền luôn á. Rồi như cái mẫu này cũng có giá là 45 đồng. Cái giá này cũng có giá là 45 đồng nha. Cũng là tương tự như vậy nhưng mà cái kiểu nó hơi khác một chút xíu thôi. Nó rất là mát luôn nha các bạn, là nó ra hơi lạnh luôn á, nó có hơi lạnh luôn chứ không phải là dạng quạt máy không đâu, cho nên là các bạn mà xài cái này mà đi đâu mà giữa trời nắng á, ha, nóng nắng mà mình có những cái chiếc quạt như thế này nè, trời ơi, cực kỳ cảm thấy cuộc đi chơi của mình á thoải mái lắm, nó không có bị một cái gì mà gọi là khó chịu vì vì nóng được hết trơn nha. Đó, 45 đồng chiếc quạt này ha. À, những người mà có tóc dài nè đó, ví dụ như đi đâu chơi mà tóc mình rồi đi trời nắng nữa, nó rất là mệt, đổ mồ hôi á đó, thì mình có những cái chiếc quạt này thì cực kỳ mát mẻ sảng khoái khi mà mình đi chơi giữa trời nắng nóng luôn ha, ban ngày nắng nóng rồi mùa hè đó, thì các bạn thử sử dụng cái này nha. 45 đồng cái quạt này đó, mua cho mỗi người một cái là bảo đảm trong suốt cuộc đi chơi cả ngày cũng không thấy mệt luôn, nhất là những người mà đi đâu mà đi vòng vòng, đi Disneyland, Disney World hay là đi đâu mà đi bãi biển hay đi đâu chơi đó, nguyên cả ngày trời ở ngoài á, thì có cái chiếc quạt này á thì bảo đảm mọi người đi chơi không biết mệt là gì luôn. Rồi đây cũng là một cái chiếc quạt ha. Cái này là giá 65 đồng. Cái này là nói chung là cũng là cái kiểu dù những cái kiểu quạt mà mình mới giới thiệu cho mọi người, nhưng mà mình đang lựa chọn những cái kiểu mà gọi là tốt nhất mà đánh giá review mà mọi người xài mà tốt nhất luôn á. Tại vì nó sẽ có những cái chức năng làm mát mà làm lạnh, và pin sạc nó lâu và mình sẽ sử dụng rất là tiện gọn luôn. Đó. Các bạn thấy những cái này là mình đeo vô trong người, trong cái cổ của mình á, là nó phát ra là cái hơi lạnh luôn á, là hơi lạnh chứ không phải là hơi mát đâu nha. Đó, cho nên là mấy cái mẫu này rất rất là tốt để mà mình có thể mà mình có một cái chiếc quạt như thế này để mà mình đi chơi đi đâu đó mình xài nha. Nhà mình có chồng vợ chồng con cái đó đi đâu đi chơi thì có mua những cái này, nó sẽ giúp cho cái cuộc đi chơi của mình nó sẽ thêm trọn vẹn cái niềm vui, nó không có bị vì những cái sự mà nóng nực đồ này kia làm cho nó mất hứng, mất đi cái cuộc vui khi mà mình đi chơi cả ngày nha. 65 đồng cái mẫu này nha các bạn nha. Rồi ngoài ra thì đây thì có những cái loại quạt mà nó rẻ tiền hơn, thì nó không có chức năng, nó cũng có chức năng làm mát làm lạnh, nhưng mà chắc chắn rằng nó rẻ tiền thì nó sẽ không có
bền hay là nó không có bằng những cái loại mà đắt tiền. Nhưng mà nếu mà ai mà thích thì cứ mua, nói chung tùy theo mình thôi, mình thích mua cái loại rẻ tiền hay mắc tiền đó là do mình. Cái này là chỉ có 20 đồng một cái chiếc này thôi, nó rẻ gấp đôi, có như là xe rẻ phân nửa so với những cái nãy giờ chị giới thiệu cho mọi người ha. Đó, thì nói chung chị cũng chưa có xài những cái loại này, nhưng mà qua những cái review mà chị đang tham khảo đó thì chị cũng đang mua để về mình xài thử nè. Nhưng mà rất là nhiều người xài thì thấy cũng ok lắm á. Nhưng mà đương nhiên là những cái chức năng mà nó có nhiều, những cái chức năng tốt hay là pin nó lâu hay là nó có làm lạnh tốt thì đương nhiên nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Đó, nhưng mà ví dụ mình lâu lâu mà mình đi thì các bạn muốn trải nghiệm thử thì mình cũng có thể mua những cái chiếc rẻ rẻ như thế này. Đó, nó mười mấy 20 đồng thì nói chung là 20 đồng một chiếc, nhưng mà mình xài nó cũng khá là ok. Cái này là 20 đồng là các bạn, thay vì mình phải cầm tay mình quạt, nhưng mà cái này mình bỏ mình gắn cổ mà mình không cần quạt, là nó cũng đã có cái hơi mát hơi lạnh nó ra, nó giúp cho mình cảm thấy sảng khoái thoải mái khi mà mình đi chơi, đúng không? Đó, cho nên là các bạn hãy thử nha, hãy thử mua những cái chiếc quạt này để mà mình có thể đi chơi làm việc á. Mình nói chung mà mình đi đâu ở đâu cũng được hết trơn á, mình cảm thấy muốn mát mẻ. Ai mình hay đổ mồ hôi đó mà không chịu được những cái sự nóng đực vào mùa hè này nè thì mua thử những chiếc quạt này xài nha, đó rất là tiện lợi luôn. Rồi đây cũng là một cái chiếc quạt hơi nước, cái này có giá là 25 đồng. À, cũng khá là dễ thương luôn ha cả nhà. Nói chung nãy giờ chị giới thiệu cho mọi người là mấy mẫu luôn, thì tùy các bạn thích kiểu nào, các bạn thích cái giá tiền như thế nào thì các bạn chọn cái đó nha. Tại vì mỗi một cái chức năng, một cái giá tiền khác nhau thì đương nhiên là chất lượng nó sẽ khác nhau. Có rẻ có, mắc có, thì các bạn thích màu nào, thích kiểu nào thì các bạn cứ việc mua, cứ việc chọn nha. Thì cái này thì chị thấy rất là nhiều người xài rồi. Nhưng mà năm nay thì chị cũng chuẩn bị cho những cái chuyến đi chơi của mình sắp tới nè, cho mình cũng đang tìm kiếm những cái sản phẩm để giúp cho những cái cuộc đi chơi của mình nó thoải mái hơn. Như năm ngoái chị đi mùa hè mà đi biển nó trời ơi, nữa mà mình đi ra ngoài ngoài trời á, giữa trưa á, 11 12 giờ trưa nó nóng, nó nắng mà chịu không nổi luôn á, là mình mất quạo luôn đó cả nhà. Nhưng mà có những cái này á thì mình cảm giác là nó mát mẻ, nó thoải mái hơn thì mình làm cái cuộc đi chơi của mình đi mình không biết mệt ha. Nóng được quá nhiều khi nó cũng là một cái lý do mà khiến cho mình không có muốn đi. Mình đi ra ngoài mình thấy nó mệt á, đổ mồ hôi, mất sức rồi này kia nó mệt á. Nhưng mà mình có những cái chiếc quạt này á thì mình đi mình cảm thấy thoải mái lắm. Rồi cái này là 25 đồng nha. Cái chiếc quạt này là 25 đồng. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp tục những cái sản phẩm khác, nếu như mà mình cảm thấy cái sản phẩm nào mà tốt và hữu ích cho mọi người. Thì đây là cái chiếc quạt mà mình xin kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Và nếu các bạn thích những cái mẫu này thì các bạn hãy chụp hình và gửi mẫu cho mình, để mà mình check coi cái màu nào còn hay là cái kiểu nào còn là mình sẽ order cho mọi người nha. Tại vì những cái mẫu này thật ra là chi cũng không có hàng sẵn quá nhiều, nhưng mà chỉ có về có mấy chiếc thôi. Đôi khi là các bạn về chi post video lên cái mọi người order liền á, thành ra nó không có đủ hàng để giao á. Thì các anh chị, các bạn nào muốn order thì chụp hình cho chi, thì chịu khó đợi chi trong vòng 1 tuần lễ chi đặt hàng nha. Rồi sau đó là hàng về chị sẽ gửi cho mọi người liền. Rồi cảm ơn mọi người đã xem cái video của chi ngày hôm nay. Đây là những cái món hàng mà chi muốn gửi đến cho tất cả các bạn, rất là tiện lợi và hữu ích cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang chuẩn bị cho mình những chuyến đi chơi vào mùa hè sắp tới nè. Thì hãy lựa chọn những cái món này nha. Đó là những cái vật dụng mà gọi là không thể thiếu trong những cái chuyến du lịch của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu các bạn thích những cái video mà Chi chia sẻ thì nhớ cho Chi một cái like và chia sẻ video của Chi cho các bạn bè, người nào của mình, ai mà người quen của mình mà muốn mua những cái dụng cụ như thế này, giúp cho Chi chia sẻ cái video nha. Xin chào mọi người, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.